người Inca cổ xưa coi thung lũng màu mỡ nơi có sông Urubamba là nơi ở của các thánh thần. Có truyền thuyết cho rằng, vào ban đêm, thần mặt trời sẽ làm mát mình dưới đáy lòng sông lạnh giá của dòng sông này. Đây được coi là nơi địa linh nhân kiệt, đất đai màu mỡ, thuận lợi cho việc phát triển cuộc sống, trồng trọt và chăn nuôi. Đồng cỏ mênh mông cung cấp nguồn thức ăn cho bò và cừu. Vùng đất dưới chân núi là nơi lý tưởng để làm món đặc sản Pachamanca. Pachamanca là món thịt, củ quả cùng nhiều nguyên liệu khác được nướng chín bằng sức nóng của đá trong một cái hố đào dưới lòng đất. Món ăn này đã được Hiệp hội Văn hóa Quốc gia Peru đưa vào danh sách di sản văn hóa quốc gia. Chuẩn bị món ăn này cũng khá cầu kỳ và công đoạn pha chế sốt ướp đồ nướng luôn được các đầu bếp chú trọng. Sốt để ướp đồ chia làm một số loại khác nhau. Loại màu đỏ thường dùng để ướp thịt gà, ớt cay được bỏ hột, luộc cho mềm, đánh nhuyễn cùng dầu ô liu, giấm, tỏi, đường, muối, sốt cà chua. Với thịt cừu, đầu bếp sẽ chế biến một loại sốt màu xanh. Nước sốt này được tạo thành từ hoa cà tây, một loại rau có hương bạc hà, lá nguyệt quế, hành tây, lạc giang, xay lên cùng chi trà, hay chính là ngô được để lên men. Những chiếc hố thường được đào sẵn từ đêm hôm trước, sẵn sàng cho món Pachamanca vào ngày hôm sau. Lửa cũng được đốt lên từ sáng để tạo độ nóng cho hố. Theo ngôn ngữ Quechua bản địa của Peru, Pachamanca bắt nguồn từ chữ Pacha có nghĩa là đất và Manca nghĩa là bếp lò. Pachamanca được hiểu là sử dụng đất như bếp lò, nấu các món ăn cảm ơn đất trời đã cho một vụ mùa bội thu. Đưa thức ăn về lại lòng đất như là một cách người dân Peru nói lời tạ ơn với các thánh thần. Những thanh niên trai tráng trong làng sẽ đào một chiếc hố sâu, xếp đá xung quanh và nung cho các hòn đá trở nên thật nóng. Những hòn đá này thường được lấy từ trên núi xuống. Sau khoảng 4 đến 5 tiếng, lửa tắt. Những hòn đá đã đạt được độ nóng cần thiết. Người canh lửa sẽ vẩy nước muối lên. Những hòn đá này được xếp sang một bên. Than và tro ở bên dưới được nhấc bỏ ra và đã sẵn sàng để đưa đồ ăn vào bên trong. Nhưng trước đó, một nghi lễ quan trọng cảm ơn đất mẹ phải được tiến hành. Một vài lá coca được bỏ xuống dưới hố. Lúc này, mọi thứ đã được chuẩn bị để nướng thành món Pachamanca. Lớp đầu tiên thường là khoai tây và hành tây. Một lớp đá nướng nóng hổi được phủ lên. Tiếp theo là các loại thịt đã được ướp từ trước đó. Màu xanh là thịt cừu và màu đỏ là những chiếc đùi gà béo ngậy. Đá nướng được xếp ở xung quanh. Cá được bọc trong giấy bạc nướng cùng rau mùi và cà chua thái lát mỏng. Các loại củ như khoai lang, củ oca được đặt vào trong hố. Tiếp theo là chuối ương và dứa. Sau cùng, người ta đặt vào miệng hố một chiếc nồi đất đựng đầy phô mai và lá hương thảo. Các hòn đá nướng nóng như lửa được đặt lên trên miệng hố một cách cẩn thận, che kín các loại đồ nướng phía bên dưới. Các loại lá có hương thơm cùng đậu bắp được phủ lên trên đá nướng. Những miếng vải lớn đã được làm ẩm, được phủ lên trên với công dụng giữ cho nhiệt không bị thoát ra bên ngoài. Để nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của bữa ăn mang đậm tính nghi lễ này, một người phụ nữ sẽ cắm lên phần đất vừa được đào lên để làm hố, một chiếc giá hình chữ thập có gài lên những bông hoa. Cỏ và các loại cây, lá màu xanh được rải lên xung quanh. Tất cả như lời cảm ơn tới các vị thần đất trời và mong các vị thần có thể cùng thưởng thức món Pachamanca với dân làng. Sau 40 phút, tất cả lại diễn ra như một bộ phim quay ngược. Đá được dỡ ra, các lớp thức ăn được lấy ra, tỏa hương thơm nức đầy hấp dẫn. Thức ăn được chia ra trên những chiếc đĩa lớn, đĩa nào đĩa nấy phải đầy đủ các thành phần được lấy ra từ trong hố. Dân làng quây quần cùng thưởng thức bữa ăn và cùng cầu mong cho một vụ mùa bội thu trong năm tới.